Toán học hoàn toàn có thể xem là một trong những thử thách khó nhằn của đời học sinh. Phần lớn con em mình đều phải vật lộn với môn toán vì những con số rắc rối cùng những bài toán phức tạp. Đặc biệt khi trẻ còn nhỏ dại, dạy con giám sát những phép tính lớn hàng nghìn với con số phức tạp cũng là vấn đề nan giải của nhiều cha mẹ. Những phép tính nhỏ dại như 9 cộng 8 cha mẹ hoàn toàn có thể lấy que tính hoặc đếm ngón tay để minh họa cho dễ dàng nắm bắt. Tuy nhiên với phép tính lớn như 367 cộng 98 thì con em mình biết lấy gì mà đếm đây? Các bé xíu thường có xu thế giám sát nhanh hơn so với những số tròn trục hay những số có vai trò đặc biệt. Như vậy, khi dạy những phép tính, cha mẹ nên mang đến những con số đó bằng việc cộng trừ bớt để trẻ dễ tưởng tượng hơn về phép toán, đồng thời thấy toán cũng chỉ xoay quanh những con số rất gần gũi mà thôi. Một trong những phương pháp kết quả lại vô cùng dễ dàng nắm bắt mà cha mẹ nào thì cũng hoàn toàn có thể áp dụng ngay cho con cái là phương pháp gợi gọi. Đó là phương pháp tận dụng những thứ đã biết để tìm ra cái chưa biết. Phương pháp tưởng chừng đơn giản nhưng không hẳn ai cũng biết vừa được mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam share trên trang cá thể của mình. Chị Phan Hồ Điệp, người đứng đằng sau bảng thành tích học tập khủng của thần đồng Đỗ Nhật Nam. Cụ thể phần lý giải cho phương pháp đó của chị Phan Hồ Điệp như sau. Ví dụ mình sẽ hỏi chúng ta mới vào lớp 1 phép toán, 9 cộng 8 bằng bao nhiêu? Điều kiện là mỗi các bạn sẽ lên nói thầm kết quả vào tai cô. Cả nhà có vẻ thích trò nói thầm ấy nhất. Ai cũng nhanh chân chạy lên để thì thầm. Có các bạn sẽ nói ngay được kết quả. Có bạn giơ những ngón tay, ngón chân lên đếm. Xong xuôi, mình mới hỏi những thắc mắc như sau. Làm ra sao để 9 thành 10? Thêm 1. Vậy ta mượn 1 của 8. 2. Khi ta mượn 1 của 8 thì 8 còn mấy? Còn 7. 3. Vậy 10 cộng 7 bằng bao nhiêu? Đến đây thì bạn nào thì cũng trả lời được rồi. Nhưng mình sẽ hỏi tiếp, có ai có nào khác không? Ví dụ, mình không mượn cho 9 mà mượn cho 8 để thành 10. Giờ 8 cần mượn thêm mấy để thành 10? Mượn 2. 2. Khi ta mượn 2 của 9 thì còn mấy? Còn 7. 3. Tiếp tục ta sẽ làm ra sao? Lấy 10 cộng 7. Mình sẽ khen chúng ta là rất cố gắng. Giờ thì mình sẽ đố với cùng một con số to bự, 367 cộng 98 bằng bao nhiêu? Chà, số này to ghê. Cả nhà bắt đầu bối rối. Và mình sẽ gọi. Làm ra sao để 98 hoàn toàn có thể thành 100 mượn 2 của 367? 2. Khi mượn 2 thì 367 còn bao nhiêu? Còn 365. 3. Giờ ta làm tiếp ra sao? Lấy 365. Như vậy, ở bài này nếu lọc 367 là số đi mượn để thành số tròn trăm thì rất khó, ta chọn số 98 cho đơn giản. Bây giờ lại là một phép tính hát não đây này, 412. Với chúng ta lớp 1 thì thực sự rất khó nhưng mình sẽ làm như sau nhé. Làm ra sao để 186 thành 190? Thêm 4, ghi số 4. 2. Làm ra sao để 190 thành 200? Thêm 10, ghi số 10. 3. Làm ra sao để 200 thành 400? Thêm 200, ghi 200. Làm ra sao để 400 thành 412? Thêm 12, ghi 12. Như vậy để 186 thành 412 cô đã lần lượt phải mượn 4 cộng 12 trăm cộng 12. Đến đây thì chúng ta làm được rồi đúng không nào nào? Và như vậy, 186 cần mượn 226 để được thành 412, nghĩa là 412. Mình còn hoàn toàn có thể biểu diễn bằng sơ đồ cho chúng ta nữa. Ôi chúng ta vui lắm, như kiểu một phát minh. Xong mình còn động viên, ai mà hoàn toàn có thể đoán biết được trong số những con ngồi đây sẽ là một nhà toán học tương lai cơ chứ?